Chào mừng các khán giả và các thầy cô đã đến với kênh Vũ Thi Hôm. Kênh Vũ Thi Hôm với Phương Trâm chia sẻ là niềm vui. Các quý thầy cô thân mến, hôm nay kênh Vũ Thi Hôm xin chia sẻ cho các quý thầy cô chấm trắc nghiệm trên điện thoại. Nhanh chóng, giơ tới 3 giây một bài bằng app QM. Rồi, từ màn hình điện thoại, các quý thầy cô sẽ truy cập vào CS Play. Các quý thầy cô sẽ nhấn vào CS Play. Và trong mục tìm kiếm, quý thầy cô nhấn lại cho QM. QM. Đó. Thì cái app mà mình chia sẻ với thầy cô đó là nó có để chữ QM nè, chấm trắc nghiệm. Đó. Quý thầy cô chấp vào. Rồi, dung lượng là 72 MB và quý thầy cô tiến hành là cài đặt. Quý thầy cô cài đặt xong rồi, quý thầy cô nhấn vào chữ mở. Rồi, thì đầu tiên chúng ta phải đăng nhập bằng tài khoản là Google hoặc đăng bằng tài khoản là Facebook. Bây giờ quý thầy cô sẽ đăng nhập vào tài khoản Google nha. Ví dụ đây mình đăng nhập vào tài khoản Google. Rồi mình sẽ chọn cái Gmail mình. Rồi, thì mà chúng ta đã đăng nhập xong rồi thì xuất hiện lên một cái giao diện chấm thi như thế này. Đó là danh sách chấm nè, thư viện ảnh nè, tải phiếu trả lời nè, cài đặt tài khoản. Đó. Hỗ trợ và chọn đề trắc nghiệm. Đó. Thì ở đây bây giờ đầu tiên quý thầy cô sẽ nếu quý thầy cô sẽ tải cái phiếu trả lời. Đó, thì đây là cái giao diện tải phiếu trả lời trắc nghiệm. Thì quý thầy cô sẽ làm trên cái phiếu nào thì quý thầy cô sẽ nhập vào phiếu đó. Ví dụ đây là cái 50 câu, bản phiếu 50 câu. Đó, đây là 120 câu. Rồi trắc nghiệm 50 câu. Chúng ta đó. Đây có rất nhiều mẫu cho quý thầy cô lựa chọn. Có cả chắc kể cả vừa trắc nghiệm vừa tự luận. Đó, quý thầy cô sẽ tham khảo hoặc là trắc nghiệm 40 câu. Đó, 40 câu. Rồi có rất nhiều cái phiếu. Đó, quý thầy cô lựa chọn. Đây mình sử dụng là cái bảng là 40 câu hỏi nằm ngang. Đó, 40 câu hỏi nằm ngang. Rồi danh sách chấm thì cô cho phép đó, thì giờ mình tạo danh sách chấm. Thì giờ quý thầy cô bây giờ ở đây mình chưa có danh sách chấm thì mình sẽ nhấn dấu cộng phía bên góc bên phải, góc dưới bên phải màn hình điện thoại quý thầy cô nè. Cái này màu xanh có dấu cộng, quý thầy cô nhấp vào. Rồi ở đây chúng ta thấy là ở trên là danh sách chấm, mẫu tên bài dùng, nhấp vô tên bài mình sẽ đặt tên bài là kiểm tra. À, kiểm tra 45 phút hay kiểm tra 15 phút. Đó, kiểm tra 15 phút. Rồi lớp. Lớp nào đó mình ghi lớp, giả sử lớp 10A15. Đó, 10A15. Rồi. Rồi bây giờ đó là bước đầu tiên. Bước thứ hai là vui lòng chọn loại phiếu. À, chúng ta sẽ chọn loại phiếu. Ở đây là có rất nhiều loại phiếu cho quý thầy cô lựa chọn. Thì có rất nhiều câu là 50 câu, 120 câu. Đó, giờ trắc nghiệm về tự luận thì đây mình đơn giản nhất là mình chia sẻ với thầy cô là A4, 40 câu là ngang. Đó. Rồi bây giờ quét số báo danh thì nếu mà trong quá trình thi á, đây là thi học kỳ á, tập trung cho toàn trường có số báo danh. Còn nếu mà mình không có số báo danh thì thôi, mình bỏ cái chỗ này. À. Bỏ cái chỗ là quét số báo danh đi. Rồi. Bây giờ mình số môn học là 1 rồi. Thì giữ nguyên như vậy. Rồi số điểm trắc nghiệm, ví dụ cho 10 điểm. Đó, số điểm số điểm bài trắc nghiệm là 10, số câu hỏi là 10. Đó, rồi sau đó mình lưu lại bên góc. Rồi như chúng ta đã có một cái danh sách chấm. Đó là kiểm tra 15 phút lớp 10A15. Rồi nó thì kêu là 10 câu, số môn là 1. Rồi bây giờ chúng ta sẽ
Còn nếu quý thầy cô chấm nhiều lớp thì quý thầy cô tiếp tục nhấn dấu cộng và giúp ta làm tiến hành tương tự. Rồi. Rồi để chấm thì chúng ta sẽ nhấp vào cái lớp này, nhấp vào. Đó. Và chúng ta sẽ nhập đáp án. Rồi chúng ta sẽ nhấn dấu cộng để chúng ta thêm đáp án vào. Rồi ở đây có 3 cách thêm đáp án. Thêm thủ công có nghĩa là quý thầy cô thêm nhấp vào đây thì chúng ta sẽ nhập mã đề, xong rồi chúng ta sẽ nhập cái thủ công đó. Nếu như giờ là ít câu thì chúng ta nhập thủ công được. Thứ hai là chúng ta sẽ nhập bằng cái file Excel, nhập file Excel là quý thầy cô cái file Excel mà trong lúc quá trình mình tạo trên là dân mic nó sẽ có file Excel, thì quý thầy cô cũng có thể là lấy cái file Excel đó để mà chúng ta thêm đáp án. Đó là cái thứ hai. Cái thứ ba là phép quả QR. Thì cái QR nghĩa là chúng ta sẽ có cái mã QR trong quá trình mày tạo đề của chân mic á, nó sẽ có một cái mã QR để mà cho quý thầy cô là tạo cái mã QR để mà chúng ta nhập đáp án một cách là nhanh chóng. Thì bây giờ chia sẻ với quý thầy cô là cách là quét mã QR. Thì quý thầy cô sẽ nhấp vào quét mã QR. Rồi. Thì màn hình điện thoại của nó sẽ xuất hiện là cái bản web mã QR như thế này. Rồi bây giờ trên màn hình máy tính của mình á, thì mình sẽ nhấp vào cái đề thi. Đây, nhấp vào cái đề thi hôm trước mình tạo á, nhấp vào cái đề thi. Đây dần mic đây, đây mã QR, quý vị coi thêm nè, đó mã QR nè, đó mã QR đáp án nè, cho app là QM nè, quý vị coi nhấp vào nè. Đó. Rồi ở đây là tạo QR code đáp án từ file Excel. Như thì quý thầy cô chọn mẫu đáp án thì mình là chọn mẫu của là John Mick rồi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tạo QR code, chúng ta nhấp vào đây. Đó, tạo QR code chúng ta nhấp vào đây. Đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ dẫn đến cái file Excel mà chúng ta muốn tạo cái mẫu QR. Đây file Excel này. Đó file Excel khi mình quá trình mình tạo John Mick nó sẽ có file đáp án Excel cho app là QM. Đó quý thầy cô chọn vào đây. Rồi mở lên đó thì nó sẽ xuất hiện mã QR code đó, và điện thoại chúng ta sẽ quét cái mã QR code này để mà chúng ta tạo đáp án một cách là nhanh chóng. Đây chúng ta quét này. Rồi quét rồi chúng ta sẽ ghi nó chưa thấy hết đó giờ mới được. Rồi. Rồi, nhận diện xong rồi đó. Sau khi mà nó nhận diện xong rồi, chúng ta thấy là đây là cái mã đề mình tạo nè, có 4 mã đề nè, đó. Đó kiểm tra lúc đề 00 là mã đề gốc. Đó đề gốc. Còn 0010 là mã đề của mình. Đó, mã đề được tạo ra nè. Đó vậy là các quý thầy cô đã chuẩn bị xong rồi đáp án rồi. Bây giờ chúng ta tiến hành chấm. Chúng ta tiến hành chấm là. Rồi bây giờ chúng ta tiến hành chấm như thế nào. Thì quý thầy cô nhấp vào chữ chấm bài. Chúng ta vào chữ chấm bài. Rồi bây giờ chúng ta sẽ. Đây là bài làm. Đó bây giờ mình sẽ quét. Đó coi này, đây là bài làm. Đó quý thầy cô sẽ quay nghe chứ. Quay nghe. Đó, mình đưa cái rồi mình đưa cái chấm bài nè và nhớ là 4 cái khung màu xanh này và trên cái bài làm của sinh có 4 cái dấu vạch đen đó, chúng ta sẽ đưa vào đúng như vậy lên sẽ chấm. Đây mình có thế nè, đó. Rồi, rất là nhanh. Rồi xong đó quý thầy cô. Đó quý thầy cô có thể xem lại nè, đó, xem lại nè. Đó khi mà đúng rồi nó sẽ hiện lên là chấm liền. Đó, rất là nhanh. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xem lại bài. Thì chấm xong rồi chúng ta sẽ xem lại bài. Đó, đây. Quý thầy cô thấy là nó đây là danh sách mà
đó mình chấm nè, đó danh sách nãy mình chấm là đó Nguyễn Thế Vũ nè, đó vậy là màu xanh là đúng, màu đỏ là sai, màu vàng đó là Phạm Quy, màu vàng là Phạm Quy. Ở đây mình Phạm Quy ở đây có là mình thế mình tô chưa sạch cái câu số mấy, câu số 2 là mình chưa có tô đó, mình chưa có tô thì nó báo lỗi là màu vàng. Rồi phía góc bên phải màn hình sẽ thống kê cho quý thầy cô là số câu đúng ở trên tổng số câu và sẽ ra điểm rất là dễ dàng, nhanh chóng. Rồi chúc quý thầy cô thực hiện thành công. Mình xin kết thúc clip tại đây. Các bạn thấy clip hay và ý nghĩa, hãy cho mình một like, một đăng ký và một chia sẻ để mình có được động lực cho những clip chia sẻ tiếp theo hay hơn và ý nghĩa hơn. Đăng ký kênh thì bạn nhấn vào nút đăng ký và nhấn vào chuông rung để nhận được clip chia sẻ mới nhất của mình. Rồi cảm ơn các bạn đã xem clip và hẹn gặp lại các bạn trong clip chia sẻ tiếp theo. Xin trân trọng kính chào.